Con thích qua chi ba mối đó. Ba làm bánh trung thu cho con. Được rồi, ba phải mang bánh trung thu cho con. Con thử đi, miệng con có ngon này. Mày chưa? Dừng mới về. Chị mà ngờ nữa. Bánh ngon, anh thử mà coi. Nhìn thì cũng bình thường, thử bánh không? Thank you.
Bánh ngon mẹ ạ. Mẹ mà nó đang đó. Không nhận là bánh ngon cây đó mẹ. Mẹ mà nó đang đó. Cái bánh tuy là không đẹp nhưng mà mẹ ăn với tất cả là tấm huyết và tình thương để dành cho cháu Bình Thủ đó. Mẹ ơi, nếu mà bạn muốn đi thì thôi, đưa về cho ông bà ngoại, miệng ông bà ngoại ăn cho ăn đi. Ê, không thấy anh phạm xế đem về cho bà ngoại ăn thử đi. Ông bà ngoại ăn thử đi, coi cho sao. Xuân ban đầu ngó từ cây lớn. Con này vốn là cái thề nè. Nhưng con này bọc pin tí. Bánh trung thu bà Xuân làm cho con nợ rồi. Chả ăn thử đi, tuyệt vời luôn. Trung thu là đặc xuyên. Chà. Bệnh tuyệt vời đó. Tối nay cha nói rồi là mẹ nó lên rượt trung thu của nó nhá. Ê, cả hàng bà nó lên.